Mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở đây mình có một cái chiếc mixer của BF Audio với cái mã sản phẩm là K306D+. Thì đây là cái chiếc mixer là được BF Audio thiết kế cho việc hát karaoke. Về tổng thể, cái chiếc mixer này được bao bọc bởi một lớp vỏ bằng nhôm khá là chắc chắn và chất lượng ở bên ngoài. Mặt trước được cách điệu bởi một cái lớp bản nhôm màu trắng bạc ở đây. Bố trí rất là nhiều những cái chi tiết, chẳng hạn như là những cái nút điều chỉnh âm lượng của nhạc, âm lượng của micro hay âm lượng của những cái effect, đồng thời là những cái nút menu để điều chỉnh những cái thông số hoạt động của cái chiếc mixer này, và để dễ dàng giúp người sử dụng dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh cũng như là quan sát những cái thông số hoạt động. Thì trên cái chiếc mixer này còn được trang bị thêm cái màn hình LED ở đây đấy, và cuối cùng đó là ba cái cổng mic được trang bị ở phần mặt trước nữa. Mặt sau của cái chiếc mixer BF Audio K306D+ này là nơi bố trí những cái cổng kết nối, chẳng hạn như cổng kết nối với hệ thống loa, cổng kết nối audio. Ngoài ra chúng ta còn có thêm cổng kết nối RS232. Rồi thì trên cái chiếc mixer này còn được bố trí thêm cái quạt tản nhiệt, thì sự hiện diện của quạt tản nhiệt cùng với những cái cụm khe tản nhiệt ở mặt trên của chiếc mixer này giúp cho những cái thành phần linh kiện bên trong được hoạt động mát mẻ và thông thoáng hơn, kéo dài tuổi thọ hoạt động của cái thiết bị lên rất là lâu. Chúng ta còn có tiếp theo là cái cổng nguồn, thì đây là cái cổng dùng để cắm cái sợi dây nguồn để cấp nguồn cho cái chiếc mixer này hoạt động, và có thêm một cái công tắc nguồn hỗ trợ ở đây, nó giúp cho cái sự hoạt động của chiếc mixer này được an toàn hơn. Thì như mình nói, đây là cái chiếc mixer được BF Audio thiết kế cho việc hát karaoke, cho nên cái chiếc mixer này còn được trang bị thêm những công nghệ, chẳng hạn như là công nghệ chống bú rè BBD rất là tiên tiến. Thì chi tiết cái chiếc mixer này bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua cái số hotline 0902 799 186, hoặc có thể đến Vida ở tại địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc 46 Phan Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận để được các nhân viên của Vida tư vấn cũng như là giải thích tận tình hơn và chi tiết hơn về cái chiếc mixer BF Audio K306D+ này. Còn về cái video trải nghiệm sử dụng cái chiếc mixer này, mình sẽ gửi đến các bạn trong những cái video lần sau. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.